À, còn mình muốn chưa hỏi từ sau Philadelphia. Yeah, mình bắt đầu. Một ngày hai lần mà chị. Xài đều đặn là thấy khác hẳn đó nha. Xong rồi à, giờ quá trời luôn nè. Vậy đó. Từ từ rồi em nào cũng đẹp mà. Không mà thiệt đó, mình xài dịu đặn nó khác hẳn đó nha.
không sờ nó đã hả? Sờ nó lát thôi. Em thì không có tồn chị Hoa. À, chị để cái giấy chị dán chị luôn, con không có rửa. Hồi trước là chị giống như chị lên cao chỉ là rửa cho không có lột. Còn mình đó mình dán cái giấy mà mình lột á, cho nên nó ra cái lông tơ, nó đau. Nhưng mà nó ra xong rồi nó kêu đã thôi, mình sờ nó lát lát cũng à. Đúng rồi, nó đi cái lông măng á, cho nên cái da mặt mình nó càng mỏng mỏ, thì nó mịn hơn đúng không em? Dạ. Yeah. Ok, bây giờ mình chạy máy lâm mì. Ok, sáng tắm rồi, bây giờ đánh tiếp. Chị đã nghe nói người giàu là đánh mỗi ngày cho đẹp mà, cho nên phải đánh mỗi ngày. Đánh mỗi ngày dữ vậy hả? Để bút like mỗi tuần, nhưng mà mình đánh đáng, đánh mỗi ngày. Họ làm mỗi ngày đó chị. Ai rảnh thì xuyên mỗi ngày, ai ra bệnh thì 2 ngày lần. Đó là cái bí quyết tại sao mà. Hello, chào chị Thanh Trần. Chào chị Ngọc. Ngọc Mỹ Lệ chứ. Vậy là cái này là tối trước khi mình đi ngủ. À, tụi em có chương trình làm đẹp á. Cái gì Ngọc cô vô là ngon hả? Da mặt của chị đẹp chị Lan ha. Càng ngày càng đẹp cải thiện. Bây giờ nó hút nhiều hơn. Tắm cho buổi sáng buổi tối. Bây giờ nói nhá. Giống như là 2 ngày á, tức là chỉ có một tuần có làm có 2 lần cái máy thì coi, còn cái máy thì chỉ 7 ngày. Em chắc mấy chị, bây giờ em chạy đua. Rồi chạy đua, cứ sao chạy đua. Cứ tự nhiên, cứ chạy đua. Em chắc mấy chị. Bây giờ mình xài máy. Mấy người mới đi công ty vậy, năng lượng đầy chứ mà. Máy này giúp mình nâng cân, giảm nếp nhăn. Mình thấy vui lắm, ái hoa. Mình mới thấy được là mọi người kinh doanh thế nào, một người đã chăm sóc mình như thế nào, là cái đó là sức khỏe, và mọi người đã có cái da mặt như thế nào mình mới thấy. Thành ra mình rút cái kinh nghiệm á, là mình thấy vậy nè, người đại hàng đặc biệt rất là quan tâm tới cái da, cái làn da, và họ đã chứng minh điều đó qua cái máy này. Và nhờ cái máy này như vậy á, là mình là sản phẩm, cho nên họ kinh doanh bằng cái máy này rất là tốt luôn. Họ phát triển nhờ bởi cái máy facial spa này. Hả Linh ha? Yeah! Yeah! Đi qua thấy cái... Nói Linh là bà Phương Linh nha, nói Linh nha. Nói Linh này, Linh kia nha kìa. Hai Linh luôn. Trang Arizona, em xài cái máy này bao lâu rồi em? Dạ, cũng được gần năm của chị. Wow. Dạ. Rồi, em thích không em? Dạ, thích lắm chị, thích lắm. Và đi xài xong cái chi da căng mà nó láng. Nói chung có hết em, cũng đỡ. Chị hồi xưa em mặc em hay bị mùi hai bên má này nè. Hai bên nhiều lắm. Tôi có hai em mua cái máy rồi mặc tốt. Xong em xài cái máy ra từ giờ nó hết. Mà da mặc em được, em không có mùi khô lắm. Wow. Mùi trên trán rồi mà. Thấy không có vô mà.
mình đi một lần thứ nhất mình lấy cái chèo ra, cái này là lấy cái chất dơ. Rồi mình sẽ làm lần thứ hai. Ok cả nhà, mình ok bây giờ mình dạy vậy nè. Bây giờ mình chọn nha. Chị Lan, em thấy cái da mặt của chị đẹp nè. Chị nói vài câu cho em nghe coi. Ok. Chị Lan cũng xài xài cái máy này cũng một năm rồi, nhưng mà là tháng đầu mấy từ lúc đầu vừa về á thì mình xài đó 2.6 cứ xài hoài. Mà xài đó mỗi sự thật nói ha, xài thời gian thì tài lợi là 2, 4, 5, 4, 7 tối thứ tư thì làm, bắt đầu tối thứ bảy cũng dùng, mà dùng quá chị nhờ đó là cũng nhờ cái máy này rửa mặt rồi xong rồi đánh cái máy này lên thì cái mặt nó càng ngày nó càng sáng ra. Mỗi lần mà đi vô đi chùa hay là đi đâu quá người ta nói ôm mỗi từng sao thấy cái mặt hơi hơi khác, hơi lạ, thấy cũng mừng. Nhưng mà muốn thêm đẹp thêm nữa cho nên nó hả thấy ái hoa nè nhá, ái hoa nó thường vô đi làm đẹp quá thấy cái mặt càng càng ngày càng trắng ra cho nên hả nhảy vô đây làm để học hỏi thêm chị em. Dạ, cảm ơn chị Lan từ Minnesota. Em coi cách nè. Linh đi, Linh ơi, em xài cho bao lâu rồi Linh? Linh đây là Linh Nguyễn. À sorry, Linh nào cũng được, hai Linh luôn, một Phương Linh hay Linh Nguyễn. Trời, công nhận Linh đẹp chứ sợ ai cũng đặt tên Linh trên. Linh Thiên nữa. Bây giờ Linh Phương nói trước đi Phương Linh. Ok. Linh Phương nói trước nha. Phương Linh nói thì là Linh xài được 2 tuần, Linh yêu lắm. 2 tuần. Yêu quá trời yêu luôn. Thì mình chạy một vòng xong thì mình tháo ra, mình lau bớt cái chất dơ đi. Vi lai sun vi lai sun lần sau nữa mình sẽ thấy gương mặt của Phương sẽ là vi lai nha. Chị Phương có xài bao lâu rồi chị Phương? Thật ra hả, gọi nó cái nào cũng đang bự lắm đó nha. Nhưng mà bây giờ thấy nó gọn lại hơn nữa cái lúc của Lan.
nha, không có đâu. Họ đánh cái máy này, cái gương mặt của họ sắc lại mà cái con mắt của họ có nhỏ đâu nha. Họ đẹp lắm nhờ cái máy này đó. Tại vì người Việt Nam mình cứ bận rộn quá, và cứ đi làm, mua cái máy, có người mua máy về cách mấy tháng chưa thấy làm, cho nên cứ lười á, không chịu làm thôi. Cho mấy người Hoa họ chăm sóc sắc đẹp dữ lắm, họ mua về là họ xài đều đặn, nó sinh ra cái da mặt họ rất là đẹp. Còn mình á, nói tiếng thì máy tốt nhưng mà mua về cách đóng đôi khi cả tháng mấy tháng mới làm lần, làm sao mà đẹp được. Muốn đẹp, muốn cái da mình xanh phải đều đặn, phải xiên lần nào mà ít nhất là phải hai lần. Ít nhất là hai lần. Dạ. Nhưng mà có cái hiệu quả. Có người mình nghe nói mua máy để cũng 6-7 tháng rồi chưa có mở, nó thấy thùng luôn á. Trời ơi, vậy thì mua chi trời. Em mua về em để 2 tháng em chưa có xài chị. Trời ơi, em nói chi qua đụng qua cái cô mà Miss của Arizona vậy. Đau lòng. Nhưng mà bây giờ xài ra là kia thấu hệ bỏ rồi phải không? Đúng rồi. nào chia sẻ, thành ra mình để cho mấy chị chia sẻ đi. Chị nào có thắc mắc gì thì cứ việc hỏi ha.
Chỉ lại hơn nữa với bạn với hôm lúc mà mình đánh đó, cái mình nhớ cái hai cái tay của mình đẩy cái lông mũi lên, đẩy lên cố 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 lên. Thì để mình coi tuổi chị là number phải không, chứ trẻ hoài phải không. Dạ cái này là U50 chứ không còn U40 nữa. U50 còn mình còn từ á, mình còn từ á mình U51 mà đó. Rồi mình đắp mình à xong rồi nha. Không, nếu mà nói làm cũng nè, trên U50. Rồi bây giờ mình bỏ cái mặt nạ cả nhà. Lên ha. Thì trong cái thời gian mình để cái treo mặt nạ này lên dưỡng nó khô nó thẩm thấu đó, thì rồi sau đó cái nằm đánh cái tay cái rít á là mình biết nó khô rồi, mình đợi nó khoảng 5-10 phút. Trong cái thời gian đó là mình đi rửa đồ nghề của mình. Rửa đồ nghề quay trở lại là mình rửa sạch cái phần gel này ha, để phần dưỡng da ẩm thôi. Hôm nay thì chị em mình tương đối là giỏi rồi, làm nhanh, tám ha, chứ mọi bữa tám ghê hồn lắm. Cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các em mình ở khắp mọi nơi hôm nay tham gia cùng nhau làm đẹp. Cái chương trình của mình là tối Chủ nhật 9:30 giờ miền Đông Hoa Kỳ, thì ở Việt Nam là 8:30 buổi sáng, phải không Ruby? Dạ. Dạ. Rồi cái giờ mấy cái giờ ở cái miền khác thì các chị em cứ canh theo cái giờ miền Đông Hoa Kỳ ha. Mỗi tuần cố gắng là cùng nhau lên một lần là ít nhất. Mình hứa mình sẽ làm nhiều hơn nhưng mà không dám hứa, hứa mà không làm là không được. Đó là cái tuổi mình không thể sửa được, nhưng mà mình có thể giúp cho cái da của mình tốt đẹp hơn. Mà cái gì quan trọng, cái da mặt mình rất là quan trọng. Khi mà mình thấy người Hoa, người Đại Hàn, tại sao họ trẻ, họ đẹp ấy, là bởi vì họ biết cách săn sóc cái da mặt. Người Việt Nam mình cũng biết chứ phải không biết, nhưng mà mình lười hơn người ta bước. Cho nên hôm nay mình bước thêm một bước nữa, thẳng cho chạy đua đó. Nhưng mình nói là tuổi không sửa được, nhưng cái tuổi trẻ của mình có thể kéo dài cái tuổi trẻ nha mọi người. Và cái da mặt rất là quan trọng, đó là một trong những cái niềm tự tin của người phụ nữ mình. Nếu mà mình không chăm lo cho mình thì ai chăm lo cho mình? Thì hãy yêu bản thân mình, hãy yêu da mặt mình, hãy cho mình một tự tin. Và nếu như các anh chị ở đây thấy có người quen mình ở đây, có Thùy ở Dallas, có Ái Hoa ở New Jersey, Ruby ở Việt Nam, chị Lan ở Minnesota, Trang Trần Arizona, chị Phấn ở Philadelphia, chị Muối Trương ở Philadelphia, Linh Nguyễn ở Philadelphia, Phương Linh ở Philadelphia. Nếu mà mình nhận được người quen mình trong đây, nếu như mình muốn quay in trong cái chương trình này, hãy báo cho mọi người biết. Và nếu như mình có bất cứ cái thắc mắc gì, cách nào nếu có thì hãy lấy ra xài. Còn nếu như mình không có, bằng cách nào để mà mình có được cái máy này thì mình hãy gọi cho những người trong đây, inbox cho mọi người trong này để mình sở hữu được một cái máy để lấy lại cái niềm tự tin ha, cho phụ nữ mình. Yes, mọi người. Bây giờ thì mình say goodbye nha. Có ai nói là tên tiếng là cả đi thôi cúp à. Chụp hình. Chụp hình. Rồi, chị nào chụp đi cho mình. Bye bye cả nhà Facebook nha. Bye bye chị. Bye. Chụp chưa? Okay. Good night, everyone. Thank you for watching. Yeah, good night. Okay. Okay, goodbye.